Mình xin chào các bạn nha. Thì hiện tại á, mình lại đang có mặt ở Hét Thăng Long Đức 10 đó các bạn. Hôm nay mình đến đây để mình quay chiếc xe Winner X phiên bản màu mới ra mắt hôm 22 tháng 8. Thì đây chính là phiên bản thể thao không có phanh ABS nha các bạn. Và đây là màu sơn đen bóng. Thì những cách đây cũng không lâu á, mình nhớ là cũng có bạn rất thích cái màu đen bóng trên chiếc xe Winner X này. Nhưng mà những phiên bản trước thì lại không có. Thì bây giờ Honda đã chiều lòng các bạn bổ sung cái màu đen bóng này thêm cho phiên bản thể thao không có phanh ABS, cho các bạn thêm sự lựa chọn màu sắc nữa ha. Thì hôm nay Hét Thăng Đức 10 chỉ mới về được màu đen này thôi. Mình nghe thông tin là ngày mai sẽ lại về thêm đầy đủ màu và kèm luôn giá bán. Hôm nay xe này vẫn chưa có giá bán đó các bạn. Phiên bản thể thao cũ thì giá chỉ có là 39.990, và sau khi giảm trừ hết tất cả những khuyến mãi thì giảm thêm 1 triệu hoặc 2 triệu tùy vào cái các bạn mua trả góp hay là mua trả thẳng ha. Cho nên hôm nay mình chỉ đến đây mình quay review chi tiết cái màu đen mới này cho các bạn thôi, cũng như là tem mới nữa ha. Về đầu tiên thì đây là phiên bản màu đen bóng, có màu sơn bóng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau luôn ha. Các bạn nhìn đây, cái phần mặt nạ phía trước, cái phần ở trên này là đen bóng nào giờ rồi ha, nhưng mà ở đây cũng là đen bóng đó các bạn. Cái phần mũ này vẫn là mũ trong nha các bạn. Các bạn nhìn nè ha, vẫn nhìn thấy cái tay mình đó. Còn bên này là đen bóng nè. Đó, phía dưới này luôn là một màu đen bóng. Nhưng mà nếu như nó đen bóng không thế này á, thì nó sẽ rất là đơn điệu. Cho nên Honda kèm với những cái bộ tem rất là bắt mắt. Bây giờ mình quay phần phía trước trước đi, rồi mình sẽ ra phía sau cho các bạn xem bộ tem ha. Các bạn nhìn đây cũng là một màu đen bóng nè. Mình thì mình thích cái màu sơn bóng hơn là màu sơn nhám đó các bạn. Cái mặt nạ này thì vẫn như những phiên bản cũ ha, nó nhám, nó nổi vân lên. Ở đây có dán tem năng lượng nữa các bạn, cái nhãn năng lượng ha, 1.7 lít trên 100 km ha, 1.7 đó các bạn. Phuộc trước xe này á, vẫn là màu sơn đen mờ, phiên bản thể thao ha. Bây giờ tới cái phần tem nè các bạn nhìn đây cái phần tem được phối rất là đẹp. Các bạn nhìn đây là một chữ X nè, đúng không? Một chữ X ha, màu đỏ rất là tươi. Và ở dưới này là một cái viền nước sơn bạc ha, nước sơn bạc. Nó trắng nhưng mà nó hơi bạc đó các bạn. Đây nè, đây là tem dán nha các bạn, tem dán nè ha. Ở đây là số 150 đây, số 1 nè, số 5 nè ha, rồi số 0 nè. Đó, rất là đẹp luôn. Màu đỏ tươi nha các bạn, rất là đẹp. Màu đỏ cờ á. Rồi ở dưới này các bạn nhìn đây, hai bên cánh bửng nè ha. Thì khi mà cái tem này các bạn nhìn từ xa đó, nó rất là đẹp. Và phía bên hông này như mình nói lúc nãy cũng là sơn bóng luôn các bạn, không có sơn mờ ở đây, dưới này luôn nha các bạn. Thì nó có sẵn những cái màu như thế này rồi á, các bạn độ tem thêm cũng rất là dễ ha. Ví dụ như là màu trắng, màu bạc, rồi thêm màu đỏ hay là màu cam cũng được, vì nó chung là màu đỏ hết, thì mình độ thêm cái màu nó đi tông đỏ là được ha, đỏ hoặc cam đều được hết, đừng có vàng thôi. Về ngoại hình cũng như là chi tiết về trong máy á, thì không có bất cứ thay đổi gì nha các bạn, vẫn như cũ ha. Xe thì chưa có đấu bình cho nên là mình không có mở đồng hồ đề máy cho các bạn nghe được, tại vì thực tế thì nó cũng như nhau thôi, không có khác gì, chỉ là mình review cái màu sơn mới và tem mới cho các bạn thôi. Và tới phần phía sau các bạn nhìn đây ha, một cái tem Winner X ở đây nè. Đó, đây cũng là nước sơn bạc, màu trắng bạc ha, vuốt nhọn ở chỗ này. Và ở đây có một số, có số 150 nè các bạn. Cái số này á, nó cũng là màu đen nhưng mà nó là đẹp xám xám, nó không hẳn là một đen 100% đó các bạn, cho nên nó sẽ nổi bật với cái màu đen ở ngoài nè. Ở trong này nó mờ hơn ha, nó sáng hơn nữa các bạn, cho nên là nó sẽ nổi bật. Đó, rất đẹp ha.
Thì phía sau này, phần phía đuôi phía sau cũng là màu sơn bóng nha các bạn. Và cái tay nắm sau này cũng là sơn nhám, màu đen nhám bình thường thôi. Đó. Nước sơn bóng toàn bộ. Phía bên này thì cũng vậy ha, các bạn nhìn đây. Cái phần mà hốc gió giả này. Đây. Mình thì là thích cái màu đen bóng này hơn là cái màu đen nhám. À, chỉ có điều là chiếc màu đen bóng này nó không được sở hữu cặp phuộc màu vàng đồng ha. Nhưng màu đen bóng thì mình ok rồi, mình thích màu đen bóng hơn. Bên này tem cũng vậy nha các bạn ha, cũng y chang bên kia thôi, không khác gì. Cái phần cái yếm dưới này ha, các bạn có thể độ thêm một cái tem, mình nghĩ là màu cái màu này luôn cũng được nữa các bạn. Nó đầu xuống ha, các bạn có thể dán viền thế này cho nó đầu xuống thế này, rất đẹp luôn. Ở đây sẽ là màu đỏ, ở đây sẽ là màu trắng nè, trắng bạc thế này cũng được, hoặc là trắng luôn cũng được. Nó đầu xuống từ đây là các bạn rút nhọn xuống, đầu xuống tới đây luôn. Ở đây cũng vậy nè, các bạn hãy cho thêm một cái đường nữa ha, một cái tam giác nhọn xuống như thế này sẽ rất là nổi bật đó các bạn. Rồi ở đây cũng được nữa nè ha, những cái cạnh này các bạn nhìn đây là một cái cạnh nè, thì đây có thể dán một cái màu đỏ đây chĩa ra trước đó. Bên kia cũng vậy luôn, rất là nhiều cách để dán ha. Đây cũng vậy nữa nè, các bạn có thể viền một cái màu trắng bạc ở đây đó cho nó đi cùng tông với cái này là rất ok luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đứng từ xa như thế này cho các bạn xem ha. Đó, và nhìn xem tem rới rất là đẹp luôn. Ở góc này nhìn rất đẹp mà các bạn. Đó, rất là ngầu luôn. Cái phần Oppo này thì Honda sơn màu bạc thế này mình thích hơn đó các bạn. À, mình không thích màu đen vì tổng thể chiếc xe nó là màu đen. Nếu mà để màu đen ở đây nữa thì nó sẽ chìm liễm ha. Ở đây sẽ một cái điểm nhấn nè, sẽ là một cái điểm nhấn rất là hay khi sơn cái màu này. Về phần giá thì mình xin nhắc lại là vẫn chưa có giá cho phiên bản mới này. À, xe mới vừa về luôn. À, giá có thể có được sau ngày mai hoặc vài ngày nữa cũng không chừng. Thì theo mình á, thì phiên bản mới này làm gì làm giá nó sẽ cao hơn những cái màu sắc cũ. À, mới ra thì nó hot, nhưng mà có thể là một vài tháng sau nó sẽ trở lại với cái giá đúng của nó luôn, là phiên bản thể thao đó các bạn. Các bạn còn nhớ cái phiên bản thể thao mà có phanh ABS không? Lúc mới về á, thì giá cũng rất cao, thậm chí là cao hơn phiên bản HRC luôn. Nhưng mà bây giờ nó đã về lại bằng với cái giá của phiên bản Camo. Đó, đứng từ xa như cái này các bạn xem cho nó dễ ha. Rất đẹp phải không các bạn? Mình đứng ở phía sau như này cho các bạn xem nữa nè. Đó. Đứng ở đây các bạn nhìn cái phần bụng của em nó ha. Nhìn phần bụng á. Nó làm cho cái chiếc xe nổi khối ra đó các bạn nhìn xem. Cái phần tem này nó làm cho chiếc xe nổi khối ra cái chỗ này. Giúp chúng ta nhìn chiếc xe nó cơ bắp hơn các bạn. Nó cơ bắp hơn ha. Cùng với số 150 nữa. Rất thể thao luôn. Rồi, bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ hết đi. Nhưng mà giá thì chưa có nha các bạn. Màu đen bóng này sẽ giúp chúng ta dễ dàng vệ sinh lau chùi hơn đó các bạn. Bây giờ mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Rất tiếc một điều là không có báo giá được nha các bạn. Chưa có giá. Mình hứa mình sẽ báo giá sớm nhất có thể. Khi nào có giá là mình sẽ lập tức cập nhật giá winner cho các bạn ngay. Rồi, mình xin chào các bạn nha.